So, how's Vietnam so far? Good. How are you enjoying the It's good. Calendar là trong những ngày ở Việt Nam thì có ấn tượng gì về Việt Nam What's your thoughts and opinions about Vietnam? Like any memorable impressions? The guy peeing on the street when I was trying to take a picture. Anything other than that, like the vibe, the city? It's very green. Lots of mosquitoes like biting me. You stayed a couple days in Saigon, right? Yeah, it was very scary. Why? Motorcycles, but it was fun. Yeah, my mom was like, "Oh, we should come back together as a family." So, near future, right? Yeah, probably to visit my cousin or my family. Ý nói với bạn là cảm ơn bạn đã đến với đất nước của chúng tôi. Thank you for your thoughts and opinions. Thank you for the spontaneous interview. Ý nói với bạn là chúc cho bạn có một buổi tối vui vẻ và ngon miệng nha. Hope I You know this is new beer, right? Yeah, I know. I have to translate. Hôm nay bạn ăn buffet sao? How was the buffet today? It was good. Bạn của Yến nói đồ ăn ngon. Đồ ăn tươi không? Was it fresh? I think the chicken nugget wasn't. It wasn't a. It was a fake chicken nugget. Nó nghĩ là cái gà chiên không phải, tại hồi nãy nó gấp cái phô mai chiên á mà tưởng là gà chiên cơ. Vậy yeah. Cream Nó nói là ở trong đó có cheese mà nó không có nghĩ là có cheese. You want to give a review of Vietnam to your friends? Muốn chia sẻ một cái đoạn về Việt Nam cho mấy đứa bạn của bạn không? The weather is a lot nicer than Boston or Philly. Đứa bạn nói là thời tiết ở bên đây á tốt hơn thời tiết ở bên Phila hay là Boston ở bên Mỹ bây giờ đó. There's like, it's not really walkable. Like, there's always bikes and cars everywhere, but the people are a lot nicer. Bạn nói là ở bên đây á thì không có đi bộ dễ tại có nhiều xe máy và xe to. Nhưng mà những người ở bên đây á thì giống như tốt hơn, dễ thương hơn mấy người ở bên Mỹ. But if you're an introvert, probably shouldn't come because they talk to you a lot. Nếu mà nội tâm á thì chắc không có nên tới tại người ta nói chuyện với mình nhiều lắm cơ. Giúp nhiệt tình lắm. Thank you for sharing. Hopefully you can come back and have a fun time next time too. À, vừa rồi thì chúng ta được cháu của Nam chia sẻ và chia sẻ của một người bạn đi cùng. Đây một người bạn đi cùng từ bên Mỹ về. Nói chung đây là lần đầu tiên về Việt Nam nên bạn cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ với văn hóa vùng miền của người Việt Nam. Nhưng bạn ấy cũng rất là thích những món ăn của người Việt Nam và cũng rất là muốn khám phá, trải nghiệm những món ăn, có những món ăn hợp khẩu vị và những món ăn là tập làm quen. Nói chung là khi người nước ngoài về Việt Nam thì phải nói là rất thích trải nghiệm những món ăn cũng giống như đi ở cái khu vực khác của tại Việt Nam của chúng ta. Trong kế hoạch ngày hôm nay thì trong buổi chiều cả nhà mình sẽ đến với Ba Tri dùng buffet ở đây và từ thành phố Bến Tre chúng ta đi về hướng Ba Tri tầm khoảng 40 km nha cả nhà. Đoạn đường thì chúng ta đi dọc theo tuyến quốc lộ 57C. Đường thì cũng rất là đẹp. Cả nhà sẽ thấy ngay sau đây thôi. Chúng ta nhìn từ trên cao, đây là tuyến quốc lộ 57C ha. Chúng ta cứ đi đường thẳng này và chúng ta đi thẳng xuống khoảng tầm 30 35 km nha cả nhà thì chúng ta sẽ đến quán buffet. Ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ ghé quán buffet Hương Biển. Đây là nơi mà gia đình của Nam cũng thường xuyên đến đây. Và bây giờ thì chúng ta đã đến điểm buffet Hương Biển nha cả nhà. Bây giờ mình đã tới quán Hương Biển rồi. Ở đây địa chỉ là ấp An Hòa, xã An Bình Tây, Ba Tri.
chúng ta đến giờ này thì bàn còn trống, chúng ta sẽ lựa chọn bàn ghế góc đẹp nhất cho mình nha cả nhà. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Get loud.
summer. I've been on the rise since I come up. No, I don't gotta try, I'm a natural stunner. Hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go up, never coming down, down. Good things show up, got me saying wow. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa.